Rồi, chào các bạn nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Thì mình đang cho cá ăn trưa nè anh em. Đấy, cỡ trưa ngày hôm nay thì mình cho cá ăn cám nha các bạn. Nói chung thì theo cái cảm nhận của mình đó, thì cám là loại thức ăn không thể thiếu trong quá trình nuôi cá bé màu nha mọi người. So sánh giữa hai cái bầy cá, một bầy cá là chuyên ăn đồ tươi, không có cám. Một bầy cá là mình có xen giữa đồ tươi và cám vô, thì mình cảm thấy là cái bầy cá mà khi mà mình có xen kẽ bữa cám và đồ tươi mình cho ăn á, thì cá phát triển tốt, body cứng cáp hơn cái bầy kia. Cái bầy mà ăn đồ tươi không á, mặc dù cá mau lớn thiệt, cá sung thiệt, nhưng mà mình thấy cái dàn body cá kiểu dạng như uống mà hơi yếu yếu mọi người. Đó, dàn body hơi kém hơn chút, hơi yếu hơn chút, không có được cứng cáp bằng, nói đúng ra là không được cứng cáp bằng đó. Bởi vậy mình nuôi cá là mình cũng phải đa dạng cái lượng thức ăn lên, có đồ tươi, có đồ khô, có cám, đồ các kiểu vô, cá của mình ăn đầy đủ chất hơn sẽ phát triển tốt hơn nha anh em. Với lại mình thấy nha, khi mà cho ăn đồ tươi không thì mình thấy là cá cũng sẽ bị thiếu chất nha mọi người. Nó có một số chất dạng vi lượng hoặc một số chất khoáng đâu à, thì trong đồ tươi sẽ ít, trong những loại thức ăn tươi sẽ ít hơn. Đấy, trong cám này người ta có tổng hợp đồ đầy đủ, cái lượng chất ở trong cám cũng được cân bằng đó, cho nên là mình dùng cám mình cho cá ăn thì sẽ bổ sung được những cái đó ha. Với lại cái đường ruột của cái bầy cá mà mình có cho ăn cám xen kẽ vô thì mình thấy cái đường ruột sẽ tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn nha anh em. Cho ăn đồ tươi không nhiều khi là hệ tiêu hóa cũng kém đó, chứ không có được tốt đó. Đó là lý do mà tại sao mà mình luôn chia sẻ với mọi người là cá của mình ăn ba loại thức ăn chính là có cám, có trùng chỉ, có Actomia là vậy. Nè, mình cho ăn hơi nhiều, cám rớt dưới đáy nè, cá mò xuống ăn lại nè, mọi người thấy không? Với lại khi mà mọi người nuôi cá mà dạt bên đây mình cho ăn rồi, khi mà mọi người nuôi cá thì mình thấy là các bạn có thể là cho ốc táo hoặc là cho thêm cá lau kính đồ vô để dọn cái lượng thức ăn thừa có trong hồ của mọi người. Mọi người đỡ dọn chứ không gì, chủ yếu là cho ăn cám, nhiều khi cho ăn lố tai, cám chìm xuống dưới đáy thì có ốc táo là cá lau kính dọn hết, cá của mình sẽ đỡ bị cái chuyện mà đường ruột hơn. Với lại thì nuôi mà bỏ mấy cái cá phụ kiện hoặc là ốc phụ kiện nó vô thì mình thấy cũng có lợi cũng có hại. Cũng như là khi mà các bạn cho ăn đủ thì không sao hết, nhưng mà các bạn cho ăn không đủ, cá hoặc là ốc bị đói, cá lâu kính hoặc ốc bị đói thì sẽ quay qua phá cây thủy sinh, như là rong sẽ cắn nát hết, rong rồi sẽ bị cắn nát hết, cây thủy sinh cũng vậy đó. Hoặc là mình nuôi á, mình cho cá ăn rồi các kiểu thì mấy cái cá phụ kiện là ốc rồi lại bu lại dành ăn với cá, nhất là trùng, ốc nhại trùng cực kỳ, cá lau kính cũng vậy luôn. Các bạn nhiều khi các bạn nuôi cá lau kính từ nhỏ, hồi nhỏ thì ăn không, số lượng ăn không đáng kể, nhưng mà tới mà lớn rồi á thì các bạn dục cục trùng cả ngón tay cái vô, chừng phút 30 giây là cá lại nằm cái hết mất tiêu cục trùng luôn đó, cá bảy màu chưa kịp ăn luôn. Bởi vậy khi mà các bạn nuôi cá bảy màu mà các bạn có bỏ cá lau kính phụ kiện thì mọi người bỏ cá roi roi thôi, chứ đừng có bỏ cá to quá, bỏ cá to quá cá mình ăn không lại, cá mình cũng nhôm luôn á. Đó. Rồi, thêm cái nữa nè, cá lau kính. Nói tới cá lau kính thì mình có lấy về kìa anh em. Mình thấy nhỏ quá cho nên là mình đang dưỡng ở ngoài, đang cho ăn trùng ở ngoài mọi người. Cho bự bự thêm chút nữa. Dưỡng lên chắc khoảng 6 7 cm gì đó là mình sẽ bỏ qua hồ cá bảy màu. Còn bây giờ thì nhỏ quá, size có chừng 4 5 cm thôi. Mình sợ bỏ vô hồ cá bé màu rồi chịu không nổi ha, chịu không nổi, nhiều khi dành ăn không loại cá bé màu rồi chịu không nổi, thiếu đồ ăn rồi hư. Hôm bữa kỳ trước mình cũng thả cũng nhiều lắm đó chứ, mình bắt mấy lần lau kính da beo mà mọi người, giá cũng cao chứ đâu có thấp đâu anh em, bắt mấy lần, lần mấy chục về thả thì nuôi lên tới lớn không còn được nhiêu hết đó, bị cái kiểu mà sần vẫy á mọi người, cá ăn thiếu rồi có bắt đầu bị sần vẫy ở cái khúc đuôi á, là ấy hư hết. Với lại là nhiều khi cá bảy màu của mình mà
bệnh á, mình cho muối vô cá lau kính cũng dễ hư. Nè, bài này là mình đang thúc trùng nè, các bạn thấy máng trùng là ốc chiếm cứ. À, thôi kệ, ăn gì được thì ăn thôi. Còn mấy bài này là mình đang thúc trùng, mình đang thúc trùng cho mấy bài này đang bung, tại vì cũng không phải là thúc trùng gì, cá này mình mới vừa thả xuống nay 2 ngày, mình cũng đang tập cho ăn trùng nữa, trước đó mình chưa có cho ăn. Đó, vừa cho ăn vừa thúc luôn đó mọi người, để cá bung hơn chút nữa. Dumbo koi này thì mình nuôi thì mình thấy là cá dễ bị đẹt nha anh em, nhất là mấy bé mà cá mái dễ bị đẹt, mấy cái bé cá mái mà lên đồ koi thì dễ bị đẹt lắm. Cho nên các bạn phải cho ăn đủ, các bạn tách đóng mái cho sớm là các bạn dưỡng cá mái nha, chứ không phải là cá mái đẹt chét. Nè, Dumbo koi nữa nè mọi người, để mình mặc đó. Hồ này nay bị nước bị màng màng này, các bạn biết gì không? Màng màng này khi mà cái hồ của các bạn có bèo là không thành vấn đề nha, nhưng mà thường thường cái màng mà kiểu bạc bạc gì nè là do nước nha mọi người, do nước đó. Bèo khi mà các bạn cái hồ mà có bèo mà nổi màng màng vậy là bèo sinh sản rất là nhanh nha anh em, cực kỳ luôn, thật sự có bèo sinh sản rất là nhanh. Mấy cái hồ cá mà có màng 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 kiểu đó là bèo sinh sản cực kỳ nhanh luôn. Rồi tiếp để mình nói tới gì. Thật sự ra khi mà cho cá ăn cám nha mọi người thì rủi ro về cái bệnh đi phân trắng thì mình thấy cũng ít hơn so với ăn đồ tươi như trùng chỉ, thật sự luôn. Cá của các bạn khi mà nuôi bằng cám, chỉ có khi mà nuôi bằng cám mà bị đi phân trắng thì chỉ có mấy nguyên nhân chính thôi. Một á là các bạn cho ăn dư nhiều quá rồi, rồi thức ăn thừa chìm ở dưới đáy á mọi người, rồi bắt đầu là hư, rồi cái cá mò xuống cá ăn lại, hoặc là khi mà chìm xuống cám, chìm xuống dưới đáy rồi cá ăn dính cặn phân đồ các kiểu là dễ bị đi phân trắng, ăn là đồ dơ mà đó. Trường hợp thứ hai nữa là các bạn cho ăn nhiều quá rồi cái nước bị hư, cái nước nuôi cá của mọi người bị hư, cho nên là cá bị đi phân trắng ha, nước bị dơ quá rồi, nước bị dơ quá, các bạn nuôi trong môi trường đó lâu quá rồi cũng cá cũng dễ bị đi phân trắng nữa nha ha. Đó, còn trùng chỉ thì nhiều khi các bạn cho ăn mà các bạn không có xử lý sạch, xử lý không được tốt, hoặc là xui xui đụng ngay mẻ trùng hơi yếu yếu mà các bạn tiếc, các bạn cho cá ăn thì cá cũng dễ bị đi phân trắng, sình bụng xong chuyển qua đi phân trắng luôn đó. Trùng chỉ thì cho cá ăn trùng chỉ thì mau lớn thiệt, nhưng mà rủi ro về đi phân trắng cao hơn so với cám ha. Đó, đó là những cái mà mình cảm nhận được trong quá trình nuôi cá nha anh em, thiệt luôn á. Đồng ý, cho cá ăn cám thì cá sẽ chậm lớn hơn so với ăn trùng chỉ một chút ha, nhưng mà cái độ ổn định thì tốt hơn. À, thêm cái nữa, có nhiều bạn nói nuôi cá mà cho cá ăn cám thì cá đi phân rất là nhiều, hồ nước rất là mau dơ. Mình đồng ý cái đó nha. Lý do bạn biết tại sao không? Tại vì chất xơ trong cám nhiều. À, chất xơ trong cám nhiều so với trùng chỉ, so với Artemia. Đó, nhưng mà chính cái chất xơ đó lại là giúp cho cá của một hệ tiêu hóa của cá mọi người phát triển tốt, hệ tiêu hóa của cá mọi người khỏe là nhờ cái chất xơ đó đó. Đó, chịu khó chút xíu anh em. À, rồi ăn Artemia. Artemia nhiều khi các bạn cho cá ăn cũng chưa đủ no đâu để mà cá có cặn phân nhiều, để mà cá thải nhiều, thành ra mọi người nói cho ăn Artemia thì sẽ sạch hơn. Thực sự là nhiều khi cá ăn chưa đủ sức nữa, các bạn cho cá ăn full Artemia ở cái giai đoạn cá bột thì rất là ổn, với lại trong giai đoạn mà form cá đâu cũng khá là ổn, nhưng mà mình thấy cá sẽ bị nhót, kiểu bị ốm mà bị lép đó mọi người, hơi lép khi mà cho ăn Artemia không không có bổ trợ trùng hoặc là cám đồ thêm rồi là cá sẽ dễ bị lép lắm anh em.
ốm á, đang giai đoạn bung đua bung vây mà. Ở đây nhiều anh em nuôi cá rồi cũng biết là trong cái giai đoạn form á, thì mấy anh em thường hay form full nạc đô mê với cám nhớ, hoặc form full nạc đô mê, thì đồng ý là cho ăn mấy cái đó thì cá cũng sẽ bung ha. Mình bóp cái độ mà phát triển về body lại thì cá sẽ dồn lực để bung đuôi bung vây, nhưng mà bù lại cá của mình sẽ nhót nhót nhiều ha, cái lưng cá sẽ lép lại đó. Bởi vậy mình nó thì mình ít khi nào mà ấy lắm, mình cứ cho ăn san kẻ vậy thôi, chứ mình cũng ít khi nào mà cái kiểu mà bóp hết cái lượng đồ tươi lại để mà mình form cho cá bung ra thêm. Cá nuôi thì tới lúc bung thì sẽ bung thôi đó, tới tuổi bung thì sẽ bung thôi nè. Như mấy bài này là bung răng đang bung rất là tốt, trong khi đâu rồi cái bài này cái ngày bài này là mới đây thôi hả, mấy bài này là mới mới đây không hả, cá tơ không mất mọi người. Thấy nhìn vô là biết rồi. Cái mấy cái ngày mình ghi nó trôi hết trơn à. Thôi bye bye tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại mọi người vào tối ngày mai. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn.